Ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn về một cái thông tin rất là quan trọng ở trên cái dự án đào cây đồng cót đi nhá. Thì đối với bạn nào mà đợt trước chúng ta đã lỡ bỏ qua cái phần liên kết cái địa chỉ ví để các bạn có thể rút cái đồng cốt này về thì cái đợt này các bạn có thể vào và liên kết luôn cho mình nhá. Bởi vì hạn cuối là đến lúc 3 giờ, 3 giờ chiều ấy, ngày 20 tháng 3 này là trên cái ứng dụng này nó sẽ duyệt cái địa chỉ ví cho chúng ta thêm một lần nữa. À, cái đợt đầu là cái đợt 20 tháng 2 ấy, thì à, mình cũng có liên kết nhưng mà mình bị nhầm. À, đợt đó thì à, cái địa chỉ ví của mình nó không duyệt được. Đợt đấy mà duyệt được thì à, chúng ta có thể rút được cái số lượng là 25% cái tổng số đồng quát các bạn đào được ra để các bạn có thể bán. À, lúc đấy là giá cũng có lúc đỉnh điểm cũng được vào gần 5 đô các bạn nhá, gần 5 đô. Bây giờ đồng quát nó đã giảm xuống một lửa rồi, nó chỉ còn à, hơn 2 đô một chút thôi. Cũng khá là tiếc. Nhưng mà không sao đợt này lại có một uh, cơ hội nữa để các bạn thể uh, liên kết và trên cái ứng dụng này nó sẽ duyệt cho các bạn nhé nên là các bạn nào uh, mà bỏ lỡ đợt trước rồi bây giờ chúng ta sẽ vào và liên kết luôn thì uh, trước khi vào hướng dẫn các bạn là uh, liên kết địa chỉ ví thì uh, lần đầu tiên bạn nào mà biết đến kênh của mình ấy thì uh, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là uh, đăng ký kênh sau đó nhấn chuông uh, chọn vào ô tất cả để các bạn thể cập nhật những cái thông tin mới nhất khi mà mình uh, chia sẻ lên nhá rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều này Bây giờ mình sẽ vào cái dự án đào code này, cái ứng dụng Satoshi nhá. Nếu mà bạn nào mà muốn tham gia khai thác à, những cái dự án Anadop ở trên cái ứng dụng này à, thì cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận. Rồi các bạn chọn vào cái ứng dụng này nhá. Hiện tại thì ở trên cái ứng dụng này nó còn có cả cái sự kiện để các bạn có thể tham gia những cái đợt trước ấy là cứ một tuần nó sẽ quay thưởng một lần và giải thưởng bây giờ nó sẽ lên tới là 888 đô giải nhất là nó sẽ trao cái đồng quát cho các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn liên kết địa chỉ ví nhá. À, các bạn nào mà mở cái ứng dụng mà Satoshi lên này, bây giờ các bạn ấn mục phần ví ở đây cho mình nhá, ấn mục phần ví ở đây này. Sau đó các bạn chọn cho mình cái đồng cốt nhá. Thì à, mình cũng khai thác được là hơn 1000 cái đồng cót này kiểu đợt đấy mà rút ra cũng được à, 25% nhỉ, cũng được là hơn 400 đồng bán thì với giá đấy 4 đô 4416 cũng được hơn 1000, nhưng mà bây giờ nó giảm xuống rồi thì à, mình rút được cũng bán được tầm 800 nếu mà Ví dụ thế thôi <laughs> Còn à, bây giờ phải đợi hôm nào rút được xem giá nó như thế nào đã nhá Rồi bạn nào mà chưa liên kết thì các bạn ấn một phần liên kết màu đỏ đỏ ở đây cho mình này Nó sẽ có cái phần liên kết đây nhá Mình sẽ ấn một phần liên kết ở đây Các bạn ấn một phần liên kết nhá Nó sẽ có một cái phần bên trên này này Bên trên này là điền cái địa chỉ ví Thì mình đã che đi rồi à, Sau đó các bạn điền cho mình cái mật khẩu vào đây Đây nhà mật khẩu nhá Các bạn điền cho mình cái mật khẩu đăng nhập của các bạn ấy nhá Mật khẩu rút tiền của bạn ấy đây nó báo là mật khẩu ký quỹ ấy. À, các bạn nào có nhiều bạn vớ vẩn còn quên cả mấy cái mật khẩu rút tiền này gần gơ nên là các bạn mật khẩu rút tiền nó khác với mật khẩu đăng nhập nhá à, vừa nãy mình nói bảo là mật khẩu đăng nhập nó sai nên là à, mật khẩu ký quỹ này là nó khác với mật khẩu đăng nhập của bạn các bạn điền cho mình cái địa chỉ à, hôm trước mình cũng có làm một cái video hướng dẫn các bạn là thêm cái địa chỉ đồng cốt ở trên cái ví MetaMask rồi thì à, bây giờ các bạn chỉ cần lên cái ví MetaMask của các bạn vào cái đồng cót đó sao chép dán ra đấy cho mình rồi mục phần liên kết nó sẽ chuyển sang cái phần để các bạn thể xác minh cho mình cái khuôn mặt sau khi mà xác minh xong nhá cái mục quan trọng nhất này xác minh xong các bạn lại ấn vào mục liên kết lại một lần nữa cho mình đợt đó mình xác minh xong nhưng mà mình quên không ấn lại cái mục liên kết là mình vẫn chưa được xác minh để sau khi mà xác minh mà nó hiện lên còn hai cái phần ở đây mới là chúng ta đã xác minh thành công nhá bởi vì nó cho chúng ta ba lần thay đổi cái địa chỉ ví nên là nếu mà các bạn xác minh xong mà nó hiện lên hai đây là chúng ta đã xác minh và chỉ đợi đến 13 giờ à 15 giờ ngày 20 tháng 3 này nó sẽ duyệt cho các bạn, chỉ còn hơn hai ngày nữa thôi. Nên là bạn nào mà chưa liên kết các bạn liên kết luôn cho mình. Đây các bạn đọc qua đây này. À, cái đợt đầu tiên đó là lúc uh, 3 giờ ngày mùng uh, 6 tháng 2 này thì uh, bây giờ nó lại cho chúng ta tiếp là uh, 3 giờ ngày 20 tháng 3 nhá và đợt cuối cùng là 15 tháng 5 đấy. Nên là chúng ta không nên bỏ lỡ qua cái đợt này các bạn lên cái ví metamask nhé sao chép và dán ra đây cho mình à, nhiều bạn còn chắc chưa cả thêm cái địa chỉ ví metamask đây các bạn lên ví metamask nhé chắc có một số bạn còn chưa cả thêm cái địa chỉ đồng code à, các bạn đào được ít cũng được các bạn rút về được vài đô thôi cũng được một vài trăm nghìn rồi nhá nên là các bạn không nên bỏ đấy bỏ nó rất là tiếc rồi bây giờ mình sẽ vào này rồi các bạn vào cái ví Metamask của các bạn nhé Các bạn chọn lên bên trên này cho mình này để các bạn chọn lên bên trên này cho mình nhé Chọn cho mình cái đồng đó là đồng cót đây này Đấy đồng cót đây này đợt trước mình đã hướng dẫn các bạn thêm cái đồng cót này ra rồi Các bạn ấn một phần đồng cót đây cho mình nhá Rồi sau đó các bạn ấn một phần nhận đây này Ấn một phần sao chép địa chỉ ví Sau khi mà các bạn đã sao chép địa chỉ ví thành công xong ấy Các bạn sẽ sang cái ứng dụng Satoshi này này các bạn dán lên đây điền cho mình cái mật khẩu ký quỹ vào thôi là các bạn có thể liên kết thành công nhá nên nhớ là phải báo ở đây còn hai lần nữa thì mới thành công nhá rồi đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn liên kết cái địa chỉ ví đồng cót ở trên cái ứng dụng satoshi này một cái thông tin rất là quan trọng nhá à, bên cạnh đó bạn nào mà muốn tham gia kiếm tiền ở trên cái ứng dụng này nó còn có rất là nhiều những cái cơ hội để các bạn thể kiếm tiền hàng ngày các bạn có thể tham gia những cái dự án Android đây khai thác những cái đồng coin miễn phí À, TCC này, TCB và TCA ở đây. Các bạn có thể ấn mục phần nhận ở đây nhá để các bạn thể nhận. Và nó mới cập nhật thêm một cái phần giống như ngày cái ngày đầu tiên các bạn tham gia ấy, là các bạn có thể tham gia cái phần giải thưởng hàng tuần lên tới là 88 USD USDT ở đây nhá, 888 USDT tính ra đồng cốt nó rơi vào tầm là 432 cái đồng cốt ở đây. Ở đây thì chúng ta cần phải có cái số phiếu này nhá. Và để kiếm được cái số phiếu này thì các bạn cần phải đi giới thiệu bạn bè thì các bạn mới có thể nhận được Và mỗi một bạn bè khi tham gia KIC thành công ấy thì các bạn sẽ nhận được là 100 phiếu Thì 100 phiếu các bạn có thể tham gia một trong ba ô ở đây Đấy 1 trong 3 ô ở đây Và mỗi một ngày nó sẽ, à, mỗi một lần nó sẽ quay vào lúc là 17 giờ tối Và các bạn sẽ vào đây kiểm tra xem Các bạn ấn mục phần của tôi đây này để các bạn kiểm tra xem các bạn trúng chưa nhá Thì mình đã trúng được ở đây là một đô nó tương đương với là 0.48 cot ở đây Đấy rất là hay nhá Nếu mà bạn nào mà muốn có cơ hội giành chiến thắng tham gia ở cái phần này Thì các bạn có thể tham khảo qua ở cái mục này cho mình Rồi thì à, đấy là những cái phần mà mình cập nhật cho các bạn những cái thông tin rất là quan trọng Nếu mà bạn nào đã bỏ lỡ cái đợt vừa rồi mà chưa liên kết được cái địa chỉ ví Thì cái đợt này các bạn phải liên kết luôn cho mình Bởi vì chỉ đến lúc 13 giờ à 15 giờ ngày 20 tháng 3 này thôi là nó sẽ lại xét duyệt cho các bạn một lần thứ hai và nếu mà các bạn bỏ lỡ qua cái đợt này nữa thì các bạn phải đợi đến tận tháng 5 cơ thì nó mới xét duyệt cho các bạn nhá. À, đến tháng 5 mà cái đồng cốt nó nó lại giảm xuống 1 đô nữa thì chúng ta bị chia mất 3 tài sản, chia mất 3 tài sản rồi nhá. Cái đợt đầu hầu như là ai mà kiếm được là cũng bán được à, mớ tiền rồi. Đợt đó mình mà rút được mình cũng phải bán được tầm à, hơn 1.000 đấy, hơn 1.000 đô thì à, bây giờ mà rút được với giá hiện tại nó chỉ còn là 200 thôi, à 2 đô thôi. Nếu mà 25% đợt đầu tiên thì tính ra cũng chỉ được tầm là hơn 800 đô, hơn 800 đô thì cũng là được bởi vì chúng ta tham gia khai thác ở trên cái dự án này là khai thác hoàn toàn là miễn phí nhá. Khai thác hoàn toàn là miễn phí nên là bán được như vậy cũng là rất là tuyệt vời rồi. Có một số YouTuber khác thì người ta đào được rất là nhiều, nên là người ta liên kết và bán được cái đợt đầu ấy, người ta kiếm được cả tiền trăm triệu cơ. Đấy rất là nhiều những YouTuber lớn đã kiếm được rồi nhá. Rồi nên là các bạn không nên bỏ lỡ qua cái đợt này cho mình. À, bạn nào mà không hiểu về cái phần liên kết địa chỉ ví ở trên cái ứng dụng này, các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc là Facebook, mình sẽ hướng dẫn nhé. Bây giờ thì mình sẽ sang quay vườn và tặng quà cho những bạn may mắn nhất ở video đợt trước. Bây giờ thì mình sẽ dán cái đường link video đợt trước của mình ra đây, xem mà video đợt trước của mình có bao nhiêu bình luận đây nhá. Đợt này có vẻ nhiều À được ít quá 371 bình luận thôi à, Dạo này giảm đi một chút rồi Hôm trước còn được lên 500, 600 Dạo này giảm đi một chút rồi nhá Các bạn có thể là tạo cho mình nhiều kênh YouTube này Sau đó các bạn có thể để lại ở dưới bình luận ấy Và có cơ hội tạo ra một cái nguồn thu nhập là chỉ đi bình luận thôi là cũng có tiền nhá Đấy có rất là nhiều bạn đã kiếm được cả tiền triệu Từ cái việc mà đi bình luận ở bên dưới video rồi ngày hôm nay mình sẽ trao cho là 5 bạn nhé Bởi vì đôi video đợt trước này của mình mới được có 700 view thôi Rồi xin chúc mừng bạn đầu tiên này Chúc anh ra kiếm được nhiều tiền Cảm ơn em nhé Anh càng kiếm được tiền thì cái số lượng em vừa anh tặng cho các bạn sẽ rất, rất rất là nhiều này Đây là bạn thứ hai nhá à, Cứ video nào của mình mà trên 1.000 view trong khoảng 24 giờ ấy, Thì mình sẽ cho các bạn uh, trên 10 phần quà nhé Các bạn ý cứ yên tâm Cứ trên 10 phần quà còn những video làm vào bên dưới thì cái số lượng view nó thấp Mình chỉ trao được cho các bạn là 5 đến 6 thôi nhá 5 đến 6 cũng là rất là nhiều rồi Đấy cũng là một cái động lực để mình có thể tiếp tục làm video nhiều hơn nữa Để tặng quà cho các bạn Rồi thì sau video này 5 bạn có thể kết bạn qua Zalo nhá Các bạn nhớ chụp cho mình số này kèm theo số Momo nhá Mình sẽ gửi quà cho các bạn Rồi video này của mình kết thúc ở đây Xin chào tất cả các bạn nhá